lo lắng, rất là bất an, rất là hồi hộp, rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Tại vì ngày hôm nay á, không phải là mình walk bình thường, tức là không phải là mình dùng đôi chân của mình để đi, mà có rất nhiều tác động ngoại cảnh đem đến với mình ngày hôm nay. Cũng có gọi là bạn diễn với mình, và bạn diễn này là không thể nghe mình nói, và không gọi, có thể là đại khái là Hen đang cảm thấy rất là lo lắng và sợ hãi. Hen không dám chắc là mình có thể có một cái màn diễn xuất sắc, Hen chỉ hy vọng là mình có thể an toàn. Điều này đấy là nó không phải là chỉ đến với cái danh hiệu, một phần là đến từ các thương hiệu, các nhà thiết kế họ mong muốn. Nên là khi mà mình được nhận cái vai trò đó thì đối với mình, bản thân mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà mình diễn một cái vị trí bình thường thì cũng không sao cả. Cái quan trọng, Hen là một cái người mà đã từng làm người mẫu khoảng tầm hơn 2 năm. Cái bản thân mình yêu nghề, yêu các sàn diễn, yêu từng bước chân, yêu từng bộ đồ của nhà thiết kế, yêu ánh đèn sân khấu thì nó còn ở trong Hen. Nên là cái việc đó nó không quan trọng đối với Hen. Thật sự là khá là lâu rồi Hằng mới quay lại sàn diễn và quay lại với ánh đèn sân khấu, quay lại với tất cả những người gọi là tất cả những người cho em một bộ đồ đang hâm mộ Hằng. Và sau khi dừng ở khu công nghiệp cũ thì Hằng có những công việc riêng, và đây là lần đầu tiên cũng như là trong năm Hằng đã quay lại với sàn diễn. Và lần này thì không có gì là đặc biệt, tại vì dù gì á là Hằng cũng là một gọi là cựu hoa hậu, cựu á hậu, nên là cái vai diễn lần này là Hằng chỉ mở màn thôi. Không, tại vì thì không biết là sao, nhưng mà Hằng đang có cảm giác là Hằng mê đèn sân khấu, Hằng mê được đi, Hằng mê được mang những bộ trang phục mới của tất cả nhà thiết kế, và Hằng mê được gọi là từng bước giải bước trên cái sàn diễn quốc này. Và hy vọng rằng là sau Việt Nam Fashion Week thì Hằng sẽ tham gia nhiều hơn về thời trang, tham gia nhiều hơn về việc làm người mẫu, và tham gia nhiều hơn về việc diễn khách hàng.